ngày 28 tháng 12 nhằm ngày 25 tháng 11 năm Tân Sửu, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự cùng chư tôn giáo phẩm Trung ương Giáo hội đã quan lâm chùa Vạn Đức, thành phố Thủ Đức để dân hương tưởng niệm 68 năm tổ khai sơn chùa Vạn Linh, Hòa thượng Thích Thiện Quang viên tịch. Tháp Tùng Hòa thượng Chủ tịch các Hòa thượng Thích Hiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trưởng ban Tăng sự Trung ương, Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Hòa thượng Thích Huệ Minh, Ủy viên thường trực Hội đồng trị sự trưởng ban nghi lễ Trung ương, Chư Tôn Đức, Hội đồng trị sự văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, tại tổ đường trước di ảnh tổ sư Khai Sơn chùa vàng Linh núi Cấm tỉnh An Giang, Chư Tôn giáo phẩm thành kính dân hương cúng dường giác linh có Hòa thượng Thích Thiện Quang, đảnh lễ kính ngưỡng một bậc chân tu đức hạnh. Theo lịch sử mà môn đồ đệ tử ghi lại, được biết, Hòa Thượng tên thật là Nguyễn Văn Xứng, sinh năm 1895 tại Dòng Keo, Bến Tre, thọ giới xuất gia với tổ sư Như Hiển, Chí Thiền, tại tổ đình Phi Lai, An Giang, được tổ ban pháp danh Thiền Quang, Quý Hồng Xứng, nối tiếp dòng lâm tế gia phổ đời thứ 40. Sau mùa an cư năm 1927, Ngài trình bày nguyện vọng của mình để được tổ cho phép. Ngài lên núi cấm tìm một nơi vắng vẻ dưới chân dừa bồ hông, cất am chuyên tu. Tại đây, Ngoài thời gian tịnh tu, Ngài cũng làm việc khám bệnh bốc thuốc giúp đời để thông qua đó khuyên đăng dạy bảo người đời, hành thiện tích đức. Tiếng lành đồn xa nên nhiều người tìm đến hoặc xin trị bệnh, học thuốc, học đạo, có người xin công quả xuất gia. Đến năm 1941, nhờ Phật tử phát tâm ủng hộ từ am cốc nhỏ, Ngài cho xây dựng nên chùa dạng Linh với quy mô bề thế nhất núi lúc bấy giờ. Sáng ngày 26 tháng 11 năm Quý Tỵ ngày 31 tháng 12 năm 1953, Ngài ngồi trên giường đang cùng đại chúng niệm Phật sau khi niệm to Đức Quảng Nam Mô di Đà Phật, rồi từ từ nằm ngay thẳng xuống giường như người nằm ngủ, rồi viên tịch, trụ thế 59 năm.